Sáng hôm sau, tuy mệt, nhưng chàng cũng phải mang vũ khí ra đi để bắt một người, để thế mạng một người. Chàng loanh quanh từ sáng đến chiều, nhưng chẳng gặp một bóng người nào. Đến khi mặt trời xuống gần ngọn cây, bỗng mắt chàng ngời sáng lên. Một người đang đi về phía chàng. Chàng lăm lăm vũ khí trong tay, ẩn mình chờ đợi. Không hiểu lữ hành vô tình hay cố ý, mà cứ bước đi với những bước chân thật đều. Đứng lại! Đứng lại! Chàng hét thật to, tay cầm vũ khí từ trong nơi ẩn nhảy ra chặn đường. Thấy có biến, lữ hành dừng bước, cử chỉ bình thản, cặp mắt ngó thẳng, không hề hốt hoảng. Trong tư thế đối mặt, Thiện Duyên nhìn kỹ, thì ra lữ hành không phải người thường, mà là một tu sĩ ẩn dật. Chàng hỏi: Ông đi đâu? Bần đạo đi sao Bách Thi? Đi một mình? Dần. Mụ không sợ sao? Bần đạo không sợ. Không sợ cả cái này sao? Vừa nói, chàng vừa đưa thẳng mũi kiếm về phía vị sa môn. Bần đạo cũng không sợ. Đừng giỡn mặt. Kiếm là vật vô tri mà cũng rất vô tình. Ông đừng quên là sau khi ông chết, vợ con sẽ khổ đó. Bần đạo là sa môn ẩn dật, sống độc thân, không gia đình, không sản nghiệp. Do đó, bần đạo không có chi để mà thương tiếc, khổ sở. Kể cả xác thân và mạng sống này, bần đạo cũng không thương tiếc. Nếu như đạo hữu cần đến mạng sống, thì cứ tự nhiên đừng ngại. Đừng lý sự, hãy theo tôi. Trời chiều hẳn mà Thiện Duyên vẫn biệt dạng. Chúa đảng cho rằng chàng đã trốn nên ra lệnh hành quyết ông bá hộ để tế thần. Trong khi ban tế đàn đang chuẩn bị tiến hành nghi lễ, thì Thiện Duyên về đến. Mọi người, kể cả chúa đảng, đều đưa ánh mắt về phía chàng. Sự thật, họ không phải nhìn chàng, mà là nhìn vị sa môn, một hình thức hoàn toàn xa lạ đối với họ. Đầu thế phát, mình đắp áo cà sa, ngoài cái bát và cây dù, vị sư không còn vật gì khác. Mặc dù bị bắt, vị sư vẫn bình thản, gương mặt không đổi sắc. Chính đạo phong định lực của vị sư khiến mọi người kính nể. Chúa đảng lên tiếng: Người có hình thức với ông gọi là gì? Là người xuất gia, là sa môn, là tỳ kheo, gọi bằng từ nào cũng được. Người xuất gia nghĩa là gì hả? Nghĩa là loại trừ. Loại trừ cái gì? Loại trừ các hành động bất thiện của thân, khẩu và ý. Ba nghiệp bất thiện này như ba đống lửa bốc cháy hừng hực, thiêu đốt chúng sanh thường trực. Cho nên bần đạo phải loại trừ chúng ra khỏi đời sống xuất gia của mình. Tư cách loại trừ các bất thiện pháp là điều phúc lạc. Còn sa môn là gì? Sa môn là tịnh giả, nghĩa là người có đời sống an tịnh, thánh thiện, không có vũ khí trong tay, không gây đau đớn thể xác và đau khổ tinh thần cho tha nhân, chấm dứt nghiệp cũ, không tạo nghiệp mới, là người vô cụ như hùm dữ bị bẻ răng, nhổ móng. Còn tỳ kheo là thế nào hả? Tỳ kheo có hai nghĩa: người tri cụ, người xin ăn. Ủa, sao lạ vậy? Vừa rồi ông bảo ông là người vô cụ, thế sao bây giờ ông lại bảo ông là người tri cụ? Người vô cụ và người tri cụ khác nhau. Vô cụ nghĩa là không đáng sợ, như hùm dữ bị bẻ răng, nhổ móng, không thể có những hành vi tội lỗi. Còn tri cụ là người biệt sợ luân hồi, vì chính luân hồi là nhân tố gây ra tất cả sự kiện kinh cụ như sinh cụ, lão cụ, tử cụ, biến hoại cụ, quả báo cụ, vân vân và vân vân. Nghĩa thứ hai là khất sĩ, tức người xin ăn. Vậy thì ông là người ăn mày rồi. Dật, cũng tương tự như vậy, nhưng phương cách hoàn toàn khác biệt. Sáng sớm bần đạo mang bát vào sống, người ta cho món chi có thể ăn được là bần đạo nhận vừa đủ ăn. Bần đạo không gian sinh, không nhận nhiều, không nhận món ăn sống, không nhận tiền và tất cả những vật dụng khác, ngoại trừ thực phẩm đủ no một bụi. Do đó, cách xin ăn và sinh sống của bần đạo rất giản dị, trong sạch, không gây phiền phức cho ai. Chưa một người nào phải đổ máu tươi, trào lệ nóng, mất gia tài, tiêu sự nghiệp vì phương cách sống của bần đạo. Một người trầm tư nhất là chúa đảng. Câu nói vừa rồi của vị sư đã khiến ông ta suy nghĩ. Ông ta nhận thấy cuộc sống của vị sư không gây thiệt hại, đau khổ cho bất cứ ai, trong khi ông sống trên sự chết, cười trong tiếng khóc và xây đắp địa vị trên xương máu của kẻ khác. Đời sống hai người khác nhau như hai thái cực. Giữa lúc ấy, tiếng nói của vị trưởng ban tế đàn đã kéo chúa đảng về thực tế. Thưa chủ tướng, đã tới giờ hành lễ, xin chủ tướng cho lệnh. Ông ta ngó ngay vị sư, thương hại. Ông đừng buồn tôi, quả thật tôi không muốn giết ông, nhưng trong tình huống hiện tại tôi không còn giải pháp nào khác.
vì tất cả sự thành công lớn lao của chúng ta đều do nữ thần tác tạo. Do đó chúng tôi bắt buộc phải lấy máu ông để trả lễ. Này đạo hữu, sự sống chết đối với bần đạo là dấu hiệu của một gánh nặng được quăng xuống. Tuy nhiên bần đạo có điều thắc mắc trong lời nói của đạo hữu. Ông thắc mắc ở chỗ nào? Thắc mắc câu nói tất cả sự thành công lớn lao đều do nữ thần tác tạo. Thì đúng vậy chứ sao? Này đạo hữu, đạo hữu hãy thành thật trả lời câu hỏi của bần đạo nhé. Vậy nữ thần có trực tiếp tham chiến trong cuộc ăn hàng vừa rồi không? Nữ thần đâu có làm như vậy, người chỉ phù hộ thôi. Như vậy có nghĩa là thắng lợi qua là một công trình bất chiến tự nhiên thành, có phải không? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy, chúng tôi phải chiến đấu quyết tử mới giành được thắng lợi đó chứ. Này đạo hữu, nếu vậy thì bần đạo có thể kết luận không sợ sai lầm rằng công trình đại thắng vừa qua là do tài chỉ huy khéo léo của đạo hữu và tinh thần quyết tử của thuộc cấp, chứ không phải do mặt khải tác tạo của nữ thần. Vì nếu đạo hữu và thuộc cấp không trực tiếp hành động mà chỉ cầu nguyện đơn thuần thì muôn đời cũng sẽ không thành tựu. Chúa đảng và mọi người im lặng suy gẫm. Vị sư hỏi tiếp: Này đạo hữu, có phải mỗi khi xuất quân đạo hữu đều khấn vái nữ thần phù hộ? Đúng vậy, đều phải làm như vậy. Có khi nào thất bại không? Thỉnh thoảng cũng có. Như vậy thì lại càng chứng minh cụ thể rằng chính hành động là điều kiện tất thắng chứ không phải thần lực. Đạo hữu hãy tin ở thân lực, tâm lực và huệ lực, không nên tin vào tha lực, thần quyền. Mọi người lại tiếp tục suy nghĩ. Vị sư lại hỏi: Này đạo hữu, đã có lần nào nữ thần chứng lễ bằng cách thực sự uống máu tươi của tế vật không? Nữ thần chỉ chứng thôi chứ làm sao uống máu tươi được. Này đạo hữu, vật cho chỉ có ý nghĩa thực sự khi người nhận cần đến và dùng được. Còn vật mà người nhận không dùng được thì vật cho ấy cũng bằng vô nghĩa. Chẳng hạn như đạo hữu lấy máu bần đạo cho nữ thần, máu không phải là thức ăn của thần, máu chỉ làm quen ố thần thượng. Nữ thần hoàn toàn không nhận, không hưởng bất cứ một giọt máu nào của tế vật. Hành động trái với ý thần là đại tội. Mọi người lại tiếp tục lặng thinh suy nghĩ. Vị sư hỏi tiếp: Từ trước đến nay có tế vật nào vui vẻ hài hòa trước khi bị tế không? Làm gì có chuyện đó, tất cả đều than khóc hoảng sợ và gian sinh được toàn mạng. Này đạo hữu, chính sự kiện này chứng minh thêm rằng tất cả chúng sanh đều tham sống sợ chết và muốn được an vui đoàn tụ. Hành động sát hại không những trái nhân đạo, nghịch thiên ý, đắc tội lớn với người, mà còn vô nhân, nghịch đạo, đắc tội với chính mình, vì lòng mình cũng không muốn như vậy. Hãy ban sự sống cho kẻ khác, vì mạng sống là tất cả. Tất cả nhu cầu cuộc sống đều bắt đầu từ sự sống. Sự sống là điều kiện cơ bản tạo nên một hữu tình chúng sanh. Nhưng điều kiện cơ bản tạo thành một con người đạo đức, có sự sống là có chúng sanh, có đạo đức là có con người. Vì cứu cánh cuộc sống không phải là vật chất mà là phẩm đức. Cuộc sống trăm năm của người phá giới không quý bằng một ngày sống của người có giới hạn và định tâm. Nói đến đây, vị sư ngồi xếp bằng, thân hình ngay ngắn, cặp mắt ngó xuống, im lặng trông như Phật tượng trên bảo đoàn. Chúa đảng giác ngộ, chắp tay cúi đầu: Bạch ngài, lời nói của ngài dung thông tình lý và rất thiết thực, tôi chưa bao giờ được nghe. Nếu như trước đây được nghe thì tôi đã không cướp đoạt mạng sống, tài sản và sự bình an của kẻ khác rồi. Cuộc sống quá khứ của tôi dấy đầy nội ác, tối tăm và mất hướng. Chính ngài, ngài đã soi sáng đời tôi và điềm chỉ cho tôi con đường phúc lạc. Kể từ nay, tôi và toàn thể thuộc cấp xin thành tâm hướng thiện, suốt đời xin làm đệ tử của ngài và xin ngài từ bi giáo hóa. Lành thay, lành thay, biển cả bao la nhưng quay đầu thì thấy bến. Vị sư hướng dẫn họ phát nguyện quy y Tam Bảo và trì thọ ngũ giới. Sao huyệt thảo khấu biến thành đạo tràng của những Phật tử thọ ngũ giới, của những người đã quăng bỏ vũ khí, đã lìa các bất thiện nghiệp. Không khí rộn rịp la ó ăn nhậu đã nhường chỗ cho an tịnh, bi trí và thiện dũng. Ngày đêm ấy, vị sư khai thị họ bằng phương tiện giảng đạo và thiền quán. Quả thật Phật pháp nhiệm màu, mới có một đêm quay đầu hướng thiện mà mọi người cảm thấy như mình sắp được thành Phật. Gương mặt, ánh mắt, lời nói, nụ cười, oai nghi hoàn toàn khác hẳn với đêm qua như hai thái cực. Dần trăng giới đức đã xua đuổi được bóng đêm tội lỗi.
Thân khẩu ý họ đẹp hơn cả mặt trăng. Họ là những chiến sĩ tình nguyện gia nhập đạo quân diệt ma, xung phá tiền đồn của ác ma một cách bi dũng. Sáng hôm sau, vị sư hướng dẫn họ rời khỏi sào huyệt, căn cứ địa của đời sống bất thiện, đến một ngôi làng ở ven rừng. Vừa thấy họ, dân làng ùng ùng bỏ chạy. Nhưng đến khi được nghe vị sư giải thích mới chịu kéo nhau trở về và tổ chức đón tiếp thật trọng thể đạo tình. Vì đã sắp đến rằm tháng 6, mùa an cư kiết hạ, vị sư không tiện tiếp tục cuộc hành trình nên quyết chọn làng này làm địa điểm nhập hạ. Vị sư bèn tổ chức cho nhóm đệ tử được thọ tỳ kheo giới và điểm chỉ sách tấn các vị tân thọ tỳ kheo tiến tu tam học. Nhờ sự giáo dục có phương pháp của nhà sư và sự tích cực hành đạo của các đệ tử, sau 3 tháng an cư, một số đắc quả thánh bậc cao, một số sắc quả dự lưu, một số trở thành thiền giả, hưởng đời sống hiện tại lạc trú. Phần ông bá hộ Đa Phúc và tất cả nhân viên tùng sự sau khi được tự do bèn đem nhau đến địa điểm giao tranh nhặt góp tất cả thi hài, trong đó có xác cậu Toàn Thắng, con trai của ông, hỏa táng tại chỗ. Làm xong nhiệm vụ của người còn sống đối với kẻ đã khuất, tất cả cùng nhau trở về Sa Quách Thi. Theo luật định, sau khi xuất gia, vị tân thọ tỳ kheo phải sống dưới sự giám hộ của thầy tế độ đúng 5 năm. Khi đúng hạn và thông suốt pháp luật thì vị ấy mới có quyền sống độc lập. Thiền Thiện Duyên học đạo với thầy tế độ, pháp danh của ngài là Thượng Tọa Phát Ti Đa, được 5 năm. Nhờ tích cực tu học, thầy lào thông kinh luật. Tuy nhiên, về mặt pháp hành, mặc dù tinh cần, thầy cũng không đắc được bất cứ quả vị nào. Tâm thầy dao động, thương nhớ mẹ và cha, cũng nhớ Nhung Ly Lan. Từ ngày xa cách người thân, người thương đến nay đã 8 năm rồi, làm sao gặp lại họ? Người thân hiện sống chết ra sao, trôi dạt nơi nào, thầy cũng không biết. Còn người thương thì thầy biết chỗ nhưng lại không muốn gặp. Chính những trạng thái bất ổn này là phiền não trói buộc tâm thầy vào cạm bẫy ác ma. Không kiềm chế được tâm trạng nhớ thương, thầy xin phép thầy tế độ ra đi tìm cha mẹ. Thế là thầy Thiện Duyên trở thành khách độc hành lần thứ hai. Nếu cuộc hành trình lần thứ nhất mang sắc thái phiêu lưu, mạo hiểm, thiếu kinh nghiệm của một thiếu niên lạc loài, một giai cấp thủ đà la hạ tiện, thì cuộc ra đi lần này mang ý nghĩa cảnh giác, lựa chọn, giàu kinh nghiệm của một thanh niên quả cảm, một sa môn vô giai cấp. Do đó, thầy không gặp khó khăn trên bước đường thiên lý. Là một bậc chân tu, thầy không bao giờ quên vai trò sứ giả Như Lai của mình. Tại nơi tạm nghỉ, thầy đều giảng đạo, điềm chỉ, sách tấn, khuyến khích dân địa phương tu thân hành thiện. Suốt 2 tháng hành trình dò hỏi, thầy vẫn chưa nắm được tin tức căn bản về cha mẹ cả. Tuy nhiên, thầy không thối chí. Công cuộc tìm hỏi tin tức cha mẹ đã đưa thầy đến gần chân Hy Mã Tuyết Sơn. Một hôm, phải đi ngang một cánh rừng lớn, thầy cố gắng rảo bước mặc dù suốt ngày không có ăn uống. Trời chiều, cánh rừng núi hoang vắng đáng sợ. Quá mệt, thầy tạm dừng chân ngồi nghỉ. Nhìn trời càng ngày càng tối, thầy lo lắng. Nếu không có nước uống, chắc mình khó vượt qua cánh rừng này. Và đêm nay mình phải ra sao? Ngồi nghỉ một lúc, thầy lại tiếp tục cuộc hành trình, hy vọng sẽ gặp suối nước. Niềm hy vọng có suối nước ở phía trước đã tiếp sức cho đôi chân mỏi nhừ của thầy một khả năng bước tới. Đang bước đi với tâm trạng vừa lo lắng vừa hy vọng, thầy bỗng nghe tiếng chó sủa. Vốn đã kinh nghiệm sống trong rừng 3 năm, thầy biết chắc có cơ hội thoát nạn. Không dám chậm trễ, thầy đi thật nhanh về phía ấy. Càng đi, thầy quan sát thấy cây rừng. Càng đi, thầy quan sát thấy cây rừng càng thưa thớt. Hiện tượng này chứng tỏ sắp ra khỏi rừng. Hoan hỷ với điều may mắn, thầy cố gia tăng tốc độ. Đi thêm một khoảng không xa, thầy thấy có ánh sáng lóe ra từ một cái chòi. Quá vui mừng, thầy đi thẳng đến gõ cửa, lên tiếng gọi chủ chòi. Bên trong có tiếng của ông lão hỏi vọng ra. Ai đó? Thầy từ tốn trả lời. Bần đạo là kẻ lỡ đường, nếu lão trưởng vui lòng, bần đạo xin được tá túc một đêm. Không nên đâu, không thể được, vì tôi là giai cấp thủ Đà La. Vừa nghe danh từ thủ Đà La, thầy nhớ ngay đến huyết thống, giai cấp và thân phận của mình, nên muốn lên tiếng ngay rằng mình cũng đồng giai cấp. Nhưng thầy thận trọng trả lời. Thưa lão trưởng, bần đạo không phải giai cấp Bà La Môn. Ông thuộc giai cấp Sát Đế Lỵ. Thưa lão trưởng, bần đạo không thuộc bất cứ giai cấp nào, mà thực tế chỉ là một con người như lão trưởng vậy. Vậy thì lạ thiệt.
Ông lão vừa nói vừa mở cửa cho thầy Thiện Duyên bước vào. Gài cửa cẩn thận, ông lão quay sang mời thầy Thiện Duyên ngồi trên chiếc giường tre và múc đầy một bát nước, mời thầy uống và nói: Xin ông thứ lỗi, vì gia đình tôi nghèo, đời sống rất thiếu tiện nghi, mong ông thông cảm. Thiện Duyên cảm kích nhận bát nước. Sau khi uống thật no, thầy cảm thấy tinh thần sảng khoái, bao nhiêu sự mệt nhọc gần như tiêu tan tất cả. Thầy quan sát thấy trong chòi không có vật chi quý giá, nhìn sang ông lão thấy ông vẫn ngồi hơ lửa gần như bất động, cặp mắt mơ màng vô mục đích. Cái mền đắp trên mình đã rụm tưa gần rách, da thịt sạm đầy sương gió. Tự nhiên trong thâm tâm thầy trào dâng một niềm thương kính. Để phá tan bầu không khí yên lặng, thầy gợi chuyện: Thưa lão trưởng, bần đạo vô vàn cảm tạ lòng tốt và nhân tình của lão trưởng. Ơn này bần đạo không bao giờ quên. Nếu không phải là chuyện quấy rầy sự yên tĩnh, xin lão trưởng cho bần đạo được phép hầu chuyện. Được vậy thì còn gì hơn. Thật ra lão ở một mình cũng buồn lắm, có người nói chuyện thì còn gì bằng. Thưa lão trưởng, chỗ này thuộc địa phương nào? Thưa ông, thuộc địa giới Ba Hoa, non 200 cây số về phía tây là kinh đô Ca Tỳ La Vệ, phía bắc là ngọn Hy Mã Tuyết Sơn. Ban ngày ông có thể nhìn thấy một số đỉnh núi nhỏ bao quanh đại sơn này. Thưa ở đây lão trưởng sinh sống cách nào? Sinh kế có dễ dàng không? Lão sống bằng nghề đốn tre, tuy lợi ích nhưng cũng tạm sống qua ngày. Lão trưởng không có gia đình con cái nào sao? Dạ có, lão có vợ và một đứa con trai. Nhưng cơn bão bệnh đã cướp mất người vợ hiền, một người vợ nghèo suốt đời cực khổ. Từ đó đến giờ lão sống một mình. Thu thật với ông, đời sống của lão là một chuỗi dài bất hạnh. Khổ vì nghèo, khổ vì sinh ly, khổ vì tử biệt, khổ vì thương nhớ ngập lòng. Lão trưởng chớ quá thương tâm. Trên đời những bi huống sinh ly tử biệt ấy nào phải gia tài riêng tư của lão trưởng, mà là luật chung của kiếp người. Sống là nhân, khổ là quả. 1.000 người có 1.000 cái khổ. Biết bao gia đình khổ bằng hoặc khổ hơn lão trưởng. Ngó lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Sống an phận, tri túc và thiểu dục là điều hạnh phúc. Thưa lão trưởng, hồi nãy lão trưởng bảo rằng có con, vậy chẳng hay hiện giờ cậu ấy ở đâu? Nó ở Sawatthi, kinh đô xứ Kosala. Nó sống xa lão nhiều năm rồi. Ngày lão ra đi, nó được 15 tuổi. Vợ thì chắc nó đã to con lớn xác lắm rồi. Thưa lão trưởng, cậu ấy tên gì? Tại sao phải sống xa nhau? Nó tên Thiện Duyên. Nguyên nhân phải xa nhau cũng chỉ vì nghèo. Trước khi xa nó, lão có bàn với vợ lão đem gửi nó cho ông Bá Hộ Đa Phúc, để nó có cơ hội tiến thân và tạo dựng sự nghiệp tương lai. Còn vợ chồng lão già rồi, vấn đề nghèo khổ sống chết có xá gì. Nói đến đây, gương mặt ông lão bỗng tươi hẳn lên. Ông kết luận: Có lẽ giờ đây nó được đầy đủ sung sướng và hạnh phúc. Vừa nghe ông lão nhắc đến tên mình, thầy Thiện Duyên phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Vì ông lão chính là phụ thân thầy. Cha con gặp nhau mà không biết, thầy muốn đến gần, ngã đầu vào lòng và gọi cha thật to, nhưng sợ e thố lộ sớm và đột ngột có thể khiến ông lão quá vui mừng đâm ra bất tỉnh. Do đó thầy tìm cách khéo léo thố lộ từ từ. Lão trưởng có nhớ cậu ấy nhiều không? Thu thật với ông là không lúc nào lão không nhớ đến nó, kể cả trong giấc ngủ. Ông biết không, hôm qua lão nằm mơ thấy nó về thăm lão, lão mừng khôn tả. Nhưng đến khi giật mình mới biết là chim bao, lão lại càng nhớ nó nhiều hơn. Thưa lão trưởng, giả như cậu vì được sung sướng không còn nhớ thương lão trưởng nữa, thì lão trưởng có còn nhớ thương cậu ấy không? Làm gì có chuyện đó ông Sa Môn. Còn lão tốt lắm, đức tánh hiếu thảo không cho phép nó quên lão. Bằng chứng cụ thể nhất là nó mới về thăm lão đêm qua trong giấc mơ. Thưa lão trưởng, có lẽ tại lão trưởng quá tưởng nhớ con nên lúc nào cũng nghĩ nó thương nhớ mình. Nhưng sự thật thì con cái chỉ nhớ đến cha mẹ trong nghịch cảnh, chớ trong thuận duyên thì con cái thường lãng quên cha mẹ. Nếu thật sự như lời ông nói thì cũng là số kiếp, nhưng lão tin nó không đến nỗi tệ bạc. Biết rõ thân phụ đang nhớ thương ngóng trông ngày về của mình, thầy Thiện Duyên cảm thấy cõi lòng se lại, giọt lệ thương tâm đã nhiều lần chực trào ra. Thầy cố cắn môi nén lòng, nhỏ nhẹ an ủi: Thưa lão trưởng, lão trưởng chớ quá thương phiền não, mà hãy tự tin cậu ấy đang sống hạnh phúc. Sự kiện đáng ưu tư chính là thân phận lão trưởng. Tuổi đã về chiều, sức khỏe suy yếu, vất vả phong sương, một bóng một hình,
như lá vàng sắp sửa lìa cành, như mặt trời sắp lặn về tây. Có nhớ thương con nhiều cũng chẳng lợi ích gì, mà trái lại chỉ làm cho mức độ khổ tâm tăng trưởng. Đạo tượng hãy trở về cuộc sống nội tâm, lo tu thân hành thiện, ngõ hầu tạo cho mình một hải đảo phúc đức, tránh được hồng thủy luân hồi. Lão trưởng cho nên ỷ lại vào con, vào của, vì thực tế tiền của con cái chẳng giúp mình thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Con đường tử sanh là độc lộ trường thiên, mà chúng ta là khách độc diễn xứ. Vậy hãy kịp thời chuẩn bị hành tư lương, đừng để khác đến nơi mới lo đào chiếm. Hãy tự cứu bằng hành động noi theo ánh sáng chấp pháp. Ánh sáng huyền diệu, chánh pháp sẽ hướng đạo lão trưởng hành trình đúng phương vị, có khả năng đánh lạc hướng theo dõi của ác ma và giúp lão trượng thành tựu được cứu cánh đời sống có ý nghĩa. Trời đêm ở đây quả lạnh hơn ở Ca Tỳ La Vệ. Cái lạnh bên ngoài đã len vào bên trong chòi nghèo càng lâu càng nhiều. Thầy Thiện Duyên phải dùng đến y tăng và lê đắp lạnh, trong khi ông lão vẫn ngồi hơ lửa. Mặc dù mệt nhọc vì đường xa, thầy cảm thấy thích thú trong cuộc đối thoại đượm tình phụ tử mà thầy đã trải qua nhiều cảnh dâu bể gian nan mới tìm được. Thầy tiếp tục câu chuyện. Thưa lão trưởng, nếu cậu Thiện Duyên thực sự đến trước lão trưởng về soi thi, thì lão trưởng nghĩ sao? Vấn đề phải được suy xét cẩn thận. Nếu việc đi của lão gây phiền phức và trở ngại cuộc sống hạnh phúc của con, thì lão nhất quyết ở lại đây. Nếu cậu Thiện Duyên xuất hiện ngay trong chòi này, thì lão trưởng có mừng lắm không? Dĩ nhiên lão mừng nhiều, nhiều lắm. Lão cho rằng không niềm vui nào bằng niềm vui phụ tử trùng phùng. Khi mẹ nó còn sống, thì tình thương của lão được chia đôi. Nay mẹ nó mất thì tình thương được dành cho nó trọn vẹn. Giờ đây nó là linh hồn, là lẽ sống của lão. Đời lão mãi mãi sẽ không có linh hồn, không có lẽ sống nếu mất nó. Lão trưởng ơi, hiện tại lão trưởng đang sống rất gần cậu ấy. Sao? Ông Sa Môn nói gì sao? Bộ ông có gặp nó phải không? Ông gặp nó ở đâu? Nó đang làm gì? Không phải Bần Đạo gặp cậu ấy, mà chính cậu ấy đã đến đây rồi. Nỗi vui mừng khiến lão mất bình tĩnh. Lão đứng lên đi nhanh về phía thầy Thiện Duyên, nắm hai tay thầy nói dồn. Ông gặp nó ở đâu? Làm ơn chỉ dùm lão, lão sẽ đến gặp nó ngay. Lão trưởng không cần đến gặp, vì chính cậu ấy đang ở trước mặt lão trưởng. Hả? Ông là Thiện Duyên, con của lão thật sao? Vừa nói lão vừa nhìn sau óc tìm kiếm. Một cái bớt son hiện ra. Vừa nhìn thầy, lão ôm chầm lấy Thiện Duyên, rờ đầu rờ cổ rờ khắp cả tứ chi. Giọt lệ thâm tình đã chảy ra vì niềm vui mừng trùng phùng đột ngột. Để tôn trọng mối tình thiêng liêng phụ tử, thầy im lặng bất động lắng nghe tiếng nấc nho nhỏ của cha già và tiếng reo mừng của những dòng máu đang chảy về tim. Mãi lâu sau thầy mới cất tiếng an ủi. Phụ thân đừng khóc nữa, mà hãy vui mừng thực sự vì phụ tử đã được trùng phùng. Từ nay phụ tử sẽ không còn chịu cảnh chia ly. Con ơi, cha không nghĩ là được gặp con trong hình thức tu sĩ như vậy. Giờ đây cha càng nhớ mẹ con nhiều hơn. Nếu còn sống, chắc mẹ con sẽ rất vui mừng. Cùng về trễ, mẹ con không còn nữa. Lão ngó lên nóc chòi và nói qua hơi thở. Mẹ nó ơi, hôm nay con nó đã về thăm chúng ta. Hồn mẹ nó có linh thiêng, hãy về đây chứng cho lòng thành con trẻ. Thầy Thiện Duyên dìu phụ thân đến ngồi lên giường và tự mình cũng ngồi xuống một bên, bóp vai, bóp tay và bóp lưng cha già, cử chỉ vô cùng thương kính. Ông băn khoăn gạn hỏi. Thiện Duyên con, mấy năm nay cuộc sống làm sao? Ông bá hộ đạo phúc có được bình an không? Sao con lại đi tu? Rồi bằng cách nào con đến đây? Con hãy kể cho cha nghe chứ. Thầy tường thuật đầy đủ chi tiết, từ ngày giúp việc trong gia đình ông bá hộ Đa Phúc đến chuyện lòng gặp phải trái duyên, rồi ra đi lưu lạc trên những bến bờ vô định. Cuộc sống luân lạc biến mình thành thảo khấu và cuối cùng được xuất gia làm tỳ kheo trong đạo tràng cửa Đức Phật. Thầy kết thúc. Thưa phụ thân, cuộc sống hiện tại của con mang nhiều ý nghĩa. Độc lập, tự do, không bị ràng buộc bởi gia đình tài sản. Sống tự tại vô ngại như tù được tha, như chim được thả, vô cùng an tịnh. Chỉ có một vấn đề khiến con ưu tư là làm sao hướng dẫn và an trú phụ thân vào chánh pháp, để phụ thân được tắm gội trong hào quang giải thoát, có một đời sống độc lập tự do an tịnh như con. Ông lão tiếp lời hội ý. Nè con đi đường xa mệt nhọc, hãy ngủ lấy sức đi. Còn vấn đề con nói cũng thỉnh sẽ tính sao. Thầy Thiện Duyên vì quá mệt mỏi nên vừa nằm niệm đề mục là ngủ ngay. Thầy ngủ thật ngon, một phần vì mệt thể xác,
một phần vì vui tinh thần, còn ông lão thì quá vui vì được gặp con, đồng thời cũng quá buồn vì nhớ vợ nên không ngủ được. Thỉnh thoảng nhìn thầy Thiện Duyên ngủ, lão cảm thấy phấn khởi và ấm lòng. Đã mấy lần định đi ngủ, nhưng không hiểu sao, lão cứ tiếp tục ngồi hơ lửa và chốc chốc lại nhìn con. Trời gần sáng, thầy Thiện Duyên cũng vừa thức, thấy ông lão ngồi hơ lửa, thầy hỏi: "Phụ thân thức lâu chưa?" "Cha ngồi đây suốt đêm con." "Phụ thân đi ngủ một chút kẻo mệt." "Không sao đâu, cha quen rồi. Có khi không ngủ 2-3 đêm liền cũng không sao. Hơn nữa đêm nay được gặp con, cha mừng quá. Không cần ngủ, ngồi nhìn con ngủ cũng đủ sung sướng rồi. Cha mừng như chết đi được sống lại." "Sáng nay tới ngày hẹn, cha phải chở tre giao khách. Con ở nhà chờ cha nghe. Cha sẽ mua thức ăn ngon về đãi con, gọi là tiệc tẩy trần, để mừng ngày vui đoàn tụ." Nói xong, không cần chờ phản ứng, ông lão leo lên chiếc xe bò cũ kỹ, từ từ khuất dạng. Còn lại một mình, thầy Thiện Duyên ra ngoài quan sát địa thế. Phía bắc là tuyết sơn Hy Mã, thật đúng như cái tên của nó, quanh năm tuyết phủ, trông xa như nhìn gần, lúc nào đỉnh núi cũng bị chìm trong đống tuyết khổng lồ. Đối với người địa phương thì màu tuyết trắng không còn ngoạn mục và nên thơ, nhưng người miền Nam ấn như thầy Thiện Duyên thì quả thật cảnh ấy vô cùng hấp dẫn. Sau khi thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên của tuyết sơn Hy Mã, thầy quan sát thấy con đường vào thị xã Ba Qua thỉnh thoảng có những cái chòi như chòi phụ thân thầy hoặc những ngôi nhà tương đối khá hơn, nhưng chung chung là gia đình của những người làm nghề đốn củi, đốn tre. Thấy có thể đi khất thực được, thầy bèn đắp y mang bát đi chậm chậm trên đường và dừng lại ở những nơi có nhà. Dân địa phương chưa từng thấy nhà sư đi khất thực nên túa ra đứng xem. Có kẻ hiếu kỳ đến gần hỏi cho ra lẽ, được biết mục đích khất thực của thầy, họ gọi nhau bố thí. Nhận thấy vật thực vừa đủ no, thầy trở về chòi dành riêng cho phụ thân một phần, thầy dùng phần còn lại. Đến chiều, phụ thân thầy đánh xe về tới. Sau khi tháo ách cho bò ăn cỏ, ông lập tức vào chòi dọn thức ăn đãi thầy. Thầy cho biết là mình ăn ngọ và trình bày thêm một ít giới luận liên hệ sinh hoạt ẩm thực để phụ thân được thông cảm. Đồng thời, thầy cũng kính hiến những thức ăn mà thầy khất thực được ban sáng. Phụ thân thầy lấy làm ngạc nhiên. Thầy lại trình bày về truyền thống hạnh khất thực của hàng sa môn. Cảm thông những điều thầy nói, ông lão hoan hỷ nhận dùng. Sau bữa cơm, cuộc đối thoại hai người tiếp tục. "Thưa phụ thân, trong những ngày sống xa quê, phụ thân có được an vui nhiều không?" "Chẳng những không có an vui từ độ ấy, mà ngay từ ngày mở mắt chào đời, cha cũng đã khổ rồi con à." "Vậy theo phụ thân, ai mới là người có hạnh phúc?" "Những người thuộc đai cấp Bà La Môn hoặc sát đế lỵ, vì tài sản nhiều, quyền hành rộng, địa vị cao, đời sống họ đầy đủ tiện nghi." "Phụ thân cho rằng suốt đời họ chỉ có vui cười mà không bao giờ buồn khổ sao?" "Cũng có khi họ buồn khổ, nhưng tương đối ít hơn những người thuộc giai cấp Thủ Đà La chúng ta." "Không nhất thiết như vậy đâu phụ thân. Vì hình thức khổ thì khác, nhưng bản chất khổ không khác. Khổ nào cũng khiến người ta héo hon sầu não, bi lụy khóc than, ruột gan dao cắt, nhức óc nhói tim. Sự khác biệt về hình thức khổ đại khái như: khổ sanh thì nhớp nhơ nguy khốn, khổ già thì bạc nhược suy tàn, khổ đau thì hôi cơm nghẹn nước, khổ chết thì đau đớn tâm can, khổ ái biệt ly thì than gian sầu thảm, khổ bán tán hội thì bực ức xốn xang, khổ cầu bất đắc thì bi quan tuyệt vọng, khổ ngủ uống thì biến hại vô thường, nạn tai chồng chất, kiếp người không thể tìm được hạnh phúc chân thường. Cái hạnh phúc nếu có, đó chẳng qua là hiện tượng hoặc cảm giác của cái khổ được giảm thiểu mà thôi. Dĩ như người bị thương, máu chảy nhiều, rất khát nước, được uống nước thì khoái khẩu và sung sướng, nhưng hậu quả vô cùng khủng khiếp, vì càng uống nhiều thì máu càng ra nhiều không cầm được, cuối cùng bị chết vì khoái cảm nhất thời được uống nước. Muốn sống, muốn có hạnh phúc, người bị thương phải chịu khó nhịn khát, không uống nước thì dễ cầm máu, máu ngưng chảy là mạng sống an toàn, còn sống thì tha hồ uống, uống bao nhiêu cũng được, vô hại, hạnh phúc từ đó sẽ hình thành. Một ví dụ khác, trưa hè nóng như thiêu đốt thịt da, nước mắt sóng nắng chập chờn như nhảy múa, người ngu bực tức cấm cổ chạy rượt bắt nó, càng chạy càng phí sức vô ích, cuối cùng mệt ngất té xỉu ngoài công. Người trí hành động ngược lại, không đuổi bắt sóng nắng, bình tĩnh kiếm chỗ mát ngồi quạt, từ từ mát khỏe và an lạc. Thưa phụ thân, những ngày qua con là người bị thương, máu ra nhiều, nhưng nhờ nhịn khát không nô lệ cái khoái cảm uống nước nhất thời nên vết thương đã hoàn toàn bình phục.
hiện tại vị lai con có quyền uống nước tự do tùy thích, và con cũng là hình ảnh của Lữ Hành khôn ngoan. Mặc dù trưa hè nóng bức, sóng nắng chập chờn như trêu tức, nhưng con không nông nổi chạy rượt, ung dung tìm chỗ mát ngồi quạt. Do đó con không bị nóng thêm, không bị kiệt sức ngã gục, mà trái lại được mát khỏe, an bình và hạnh phúc. Thưa phụ thân, con ước mong phụ thân về sống với con. Trước là con được sớm hơn phụng dưỡng phụ thân, sau phụ thân có cơ hội điều trị tâm bệnh, nguyên nhân của các sự thống khổ, hoặc đình chỉ việc rượt bắt sóng nắng, ngồi nghỉ cho khỏe, quạt cho mát như con đã làm, và làm có kết quả. Nhận đi phụ thân, nhận đi cho con mừng. Sau một lúc khá lâu trầm tư suy gẫm, lão nhìn thầy Thiện Duyên với ánh mắt thật hiền và hoan hỷ tùy thuận. Nhưng chiếc xe và mấy con bò thì giải quyết bằng cách nào đây? Phụ thân đừng quan tâm ngoại vật, mà chỉ nên ưu tư tự thân. Ta sanh ra không mang theo bất cứ ngoại vật nào, mãi lớn khôn ta mới tạo hữu. Còn tự thân thì ta mang theo ngay trong trứng nước. Vậy vấn đề đáng ưu tư cần giải quyết là sự mất còn của tự thân, chứ không phải ngoại vật. Nhược bằng phụ thân muốn giải quyết cho có ích lợi, thì con đề nghị mời bà con đồng nghiệp đến nhận vật thí bằng cách bắt thăm. Như vậy rất công bằng, phụ thân được phước và có cơ hội cổ võ hạnh bố thí lợi tha. Những người bắt trúng sẽ được tài vật và sẽ vô cùng hoan hỷ. Phụ thân nghĩ xem mình có nên làm như vậy không? Nhờ khéo giải thích, hướng dẫn nên cuối cùng ông lão dứt khoát làm theo đề nghị của thầy. Sáng hôm sau, thầy Thiện Duyên dẫn phụ thân về tìm thầy Tế Độ. Phật tử cho biết là ngài Đại Đức và chư vị tỳ kheo đã đi ra Quách Ki bái kiến Đức Phật. Thế là thầy lại tiếp tục cuộc hành trình. Đến Sa Quách Ki, thầy vào bái kiến Đức Phật tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Ở đây không lâu, phụ thân thầy được Đức Phật cho thọ tỳ kheo giới. Mặc dù là bán thế xuất gia, song phụ thân thầy rất mực tinh tiến, được hầu hết các bậc đồng phạm hạnh tán thán là một mô phạm lão thành khả kính. Giờ thì thầy Thiện Duyên không còn bị ràng buộc bởi vấn đề tình cảm gia đình, nên thầy rất tích cực công phu hành đạo. Được Đức Phật chính thức trao truyền tâm pháp, thầy cố gắng thực tập và tiến bộ rất khả quan. Trong khi hy vọng thành tựu công trình phạm hạnh đang trên đà hướng thượng, thì một sự kiện nghịch duyên đã làm đảo lộn bước tiến giác ngộ của thầy. Số là một buổi chiều, Đức Phật đang thuyết pháp, tứ chúng tham dự thật đông đảo, đa phần là tín nữ. Đang ngồi nghiêm tịnh thính pháp, bỗng cảm thấy động tâm, thầy đưa mắt nhìn về phía cư sĩ. Thì lạ lùng làm sao, hai luồng nhãn quang như hai luồng điện của một phụ nữ Phật tử đang nhìn thầy trân tối. Kịp thời cảnh giác, thầy lập tức ngó xuống, chánh niệm. Nhưng muộn rồi, hình ảnh kiều diễm của thiếu nữ cứ ám ảnh thầy. Thầy cố gắng thể hội pháp lý, nhưng vô hiệu. Thế là ma lực đã đánh bại ý lực. Chốc chốc, thầy lại rộn nhìn. Và mỗi lần như vậy, thầy đều bắt gặp thiếu nữ nhìn mình không chớp mắt. Tình trạng thất niệm ấy kéo dài liên tục. Thời pháp kết thúc lúc nào thầy cũng không hay. Mãi đến khi hội chúng giải tán, tâm thần thầy mới được trấn định. Đêm ấy, thầy trằn trọc, khó ngủ. Thầy cố phấn đấu để xua đuổi hình ảnh của thiếu nữ bằng phương pháp quán tử thi, nhưng thất bại. Vì đề mục tử thi không ấn chứng, mà chỉ có hình ảnh diễm kiều của thiếu nữ hiển lộ. Sáng hôm sau, thầy đi khất thực như thường lệ. Nhận thấy vật thực chưa đủ dùng, thầy đi xa hơn mọi bữa. Chân bước chậm rãi, mắt ngó xuống phía trước khoảng 4 thước, trong tư thế thúc liễm, chánh niệm. Bỗng có tiếng gọi từ một ngôi biệt thự bên đường: kính mời Đại Đức Độ Sanh. Nhìn về phía có tiếng gọi, thầy giật mình, vì người gọi chính là thiếu nữ hôm qua. Nhưng điều khiến thầy mất bình tĩnh chính là ngôi biệt thự quen thuộc đang ở trước mắt. Thì ra thiếu nữ để bát cho thầy là cô Ly Lan, thứ nữ ông Bá Hộ Đa Phúc. Thầy nhìn được nàng, nhưng nàng thì chưa nhận ra thầy. 8 năm qua, nàng đã thay đổi nhiều. Những nét ngây thơ của cô gái vị thành niên nay đã nhường cho những nét suy tư, phiền não. Sở dĩ thầy nhận được nàng vì nàng xuất hiện ngay trong biệt thự cha nàng, nơi mà thầy đã từng sống qua trên dưới 3 năm trong thời kỳ niên thiếu. Còn nàng thì chưa nhận ra thầy vì cuộc sống phong sương cũng như hình thức tu sĩ đã biến thầy thành con người già dặn, nghiêm nghị, ngoại trừ một vài nét quen thuộc khiến nàng ngờ ngợ. Sau khi để vật thực vào bát, thiếu nữ yêu cầu thầy ngày mai hoan hỷ cho nàng được tiếp tục cúng dường. Thế là hôm sau thầy lại đến.
Mặc dù qua một đêm phấn đấu quyết liệt với tự thân, do nhận thấy nên xa nàng là thượng sách. Khi thầy đến nhà cất thực, thì không thấy thiếu nữ hôm qua, mà một thiếu phụ luống tuổi xuất hiện, kính cẩn mời thầy vào nhà cúng dường ngọ trai. Trong lúc thầy dùng ngọ, thiếu phụ, thiếu nữ và hai người giúp việc ngồi nhìn thầy như dò xét. Thầy cảm thấy lúng túng, mất bình tĩnh. Nhưng điều làm thầy hoang mang, bất an nhất là tâm trạng lo sợ. Ông bá hộ gặp mặt sẽ nhận ra thầy, và những hành động bất thiện trong quá khứ của thầy sẽ bị phơi bày. Thầy cố ý ăn thật nhanh và định bụng sau đó sẽ cáo từ ngay. Nhưng vừa lúc ấy, thiếu phụ lên tiếng. Bạch Đại Đức, Đại Đức xuất gia được bao lâu rồi? Bần đạo xuất gia được 5 năm rồi. Sinh quán Đại Đức ở đâu? Ở sao ấp thi này. Hèn chi, tôi ngờ ngợ đã có từng gặp Đại Đức, nhưng không nhớ chắc là ở đâu. Xin Đại Đức thứ lỗi, đừng nghĩ rằng tôi quá tò mò. Vậy khi còn là cư sĩ, Đại Đức thuộc giai cấp nào? Để tránh bớt tâm lý mặc cảm tự tôn hoặc tự ti, thầy đáp. Bần đạo là người vô giai cấp, vô gia đình. Bạch Đại Đức, xin Đại Đức thứ lỗi. Quả thật tôi không hiểu được ý nghĩa câu trả lời của Đại Đức. Thiếu nữ xen lời. Thôi má, má đừng nên hỏi nhiều. Biết đâu Đại Đức có lý do riêng, không tiện nói sự thật. Khi chưa xuất gia, bần đạo thuộc giai cấp Thủ Đà La. Cả hai cùng hỏi thật nhanh. Đại Đức tên là Thiện Duyên, và có từng sống tại đây với chúng tôi phải không? Mô Phật, phải. Một sự kiện xảy ra ngoài dự liệu của thầy Thiện Duyên, vì ngay lúc ấy, thiếu phụ mọp xuống gần bên chân thầy, nghẹn ngào. Thưa thầy, chúng tôi không ngờ được gặp thầy, chúng tôi mừng quá. Ngày xưa, tôi có nhiều điều không phải với thầy, tôi vô cùng ân hận. Mong thầy niệm tình bỏ lỗi. Tình cảm chân thành của thầy và Ly Lan, tôi đã biết tất cả và rất thông cảm. Trong khi thiếu phụ mọp nghẹn ngào, thì Ly Lan cũng mọp bên mẹ, nấc nho nhỏ, nhưng là tiếng nấc mừng vui hơn là hờn tủi. Sau đó, mọi người tự trấn tĩnh. Câu chuyện vui buồn trong gia đình được thiếu phụ tường thuật đại khái. Ông bá hộ đa phúc, sau chuyến đi buôn trở về bị ngã bệnh nặng. Mặc dù lương y tận tâm điều trị, thân nhân hết tình săn sóc. Các loại thuốc thường hao hạn không thiếu món gì, nhưng không cứu được ông bá hộ. Cậu Toàn Thắng thì đã bỏ cha đi trước. Cô Ái Ngã thì đã xuất giá theo chồng. Hiện tại chỉ còn hai mẹ con. Kể đến đây, thiếu phụ kết luận. Ly Lan và tôi sống với tâm trạng vô cùng héo hon, buồn khổ. Nhìn trước ngó sau toàn người xa lạ. Nhớ lúc ba sắp nhỏ còn sống, ông rất thương mến thầy. Nhất là thằng Toàn Thắng lại càng quý trọng thầy rất mực. Nay, những người ấy đã ra đi bỏ chúng tôi bơ vơ giữa chợ đời trăm hướng. Được gặp lại thầy, chúng tôi mừng như là lữ hành sa mạc gặp nước. Vậy kể từ hôm nay, chúng tôi kính thỉnh thầy hoan hỷ nhận thọ trai cố định tại nhà mỗi ngày. Trước là cho chúng tôi có cơ hội làm phước, sau có đối tượng giới đức tôn thờ. Và điều quan trọng là xin thầy xem gia đình này như là của bản thân, xem tôi như mẹ đẻ và xem Ly Lan như là người em gái ruột. Trước đạo tâm dõng mãnh và nghĩa tình sâu đậm ấy, thầy Thiện Duyên không tiện khước từ. Một buổi chiều, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, thầy Thiện Duyên trở về tịnh thất và đang ngồi nghiền ngẫm diệu lý thời pháp, thì Ly Lan và cô gái giúp việc tới thăm. Thầy đón tiếp niềm nở, thân thiện. Ly Lan cúng dường nước sinh tố. Thầy uống xong, cô Bạch xin phép hỏi một vài vấn đề quan trọng. Thầy Thiện Duyên hoan hỷ. Thưa sư huynh, tại sao sư huynh bỏ muội ra đi mà không một lời từ giả? Có chứ, bộ muội không tiếp được thơ huynh sao? Nhưng muội nghĩ sư huynh nên nói trực tiếp với muội, vì thái độ và hành động của sư huynh khiến muội có cảm nghĩ là sư huynh ghét khinh muội. Không phải vậy đâu. Cuộc âm thầm ra đi của huynh hôm ấy chẳng những không phải vì khinh ghét, mà chính là vì quý thương thật sự. Muội hỏi câu này, mong sư huynh trả lời thành thật nhé. Vậy giờ đây sư huynh có còn quý thương muội như trước không? Vấn đề này huynh tưởng không nên trả lời. Tại sao? À mà phải rồi, sư huynh không trả lời là phải. Vì dù sao sư huynh cũng còn chút ít xót thương và tội nghiệp muội. Nhưng sư huynh cứ nói thẳng là đã lãng quên muội rồi. Muội không oán hận sư huynh đâu, vì đời muội là ngôi sao xấu, sanh ra để chịu khổ chịu sầu.
thương người, người không thương lại. Bao năm dài cô phòng kiên trinh chờ đợi, nhưng cuối cùng chỉ chuốc lấy hậu quả bị người khinh ghét. Nàng nấc nho nhỏ và lấy khăn lau nước mắt. Trước tấm chân tình của Ly Lan, thầy Thiện Duyên mất tự chủ, nhất là tấm chân tình ấy được áp dụng bằng một phương pháp hiệu nghiệm nhất mà nữ giới cho là vô địch, tất thắng. Đó là lời nói và nước mắt. Thầy cảm thấy yêu thương Ly Lan ngập lòng. Thầy định sẽ nói hết nỗi yêu thương, niềm nhung nhớ và tất cả suy tư thầm kín nức trong lòng thầy cho Ly Lan hiểu. Nhưng may mắn làm sao, ngay lúc ấy, màu áo cà sa đập mạnh vào mắt thầy. Thầy cảm thấy dòng suy tư mất hướng của mình bị cựng lại như đụng phải bức tường. Cùng lúc, một con ruồi làm nhột đầu thầy. Lấy tay sờ đầu, thầy giật mình đánh thót vì chiếc đầu trọc đã giúp thầy thêm cảnh giác. Thầy cảm thấy xấu hổ vì những ý niệm mất hướng của mình. Tự phấn đấu thu hồi đức tự chủ đã mất, thầy bình tĩnh an ủi Ly Lan. Ly Lan nín đi, đừng tủi thân than khóc. Huynh làm sao khinh ghét Ly Lan được? Tất cả ân tình mà Ly Lan dành cho huynh từ đầu ấy vẫn còn in sâu trong tâm khảm. Giờ thì trời sắp tối rồi, Ly Lan hãy về, kẻo giữ mẫu trong đời. Chúng ta còn nhiều cơ hội gặp gỡ chuyện trò. Hơn nữa, Đức Thế Tôn và chúng tăng đang cần sự yên tĩnh, chúng ta phải tuyệt đối tôn trọng. Ly Lan chưa hết dỗi, nàng nói: Sư huynh khỏi vần đuổi, muội cũng phải đi thôi. Muội biết thân phận của muội, ở lại ngồi lâu chỉ làm sư huynh khó chịu bực mình. Ly Lan đi rồi, còn lại một mình, thầy suy nghĩ thật nhiều. Những vấn đề quá khứ, hiện tại, vị lai đều được thầy tự kiểm, tự phê. Trong vấn đề tình cảm, thầy thấy mình vô tội. Sự buồn tủi khóc lóc của Ly Lan không phải do hành động sái quấy của thầy, mà là biến trạng tự nhiên của tính chất cầu bất đắc. Hầu hết nữ nhân thường hành động theo sở thích, không cần có lý do chính đáng. Phản ứng vừa rồi của Ly Lan là sự kiện tất nhiên của tâm lý nữ giới. Tuy nhiên, sự tình Ly Lan kiên trinh chờ đợi thầy mới là vấn đề phải được nghiêm chỉnh ghi nhận. Hôm sau, thầy đến nhà Ly Lan ngọ trai như thường lệ. Suốt buổi ngọ trai, chỉ có mẹ nàng cúng dường, còn nàng không xuất hiện. Nhiều lần định hỏi nhưng lại thôi. Sự kiện xảy ra liên tiếp 3 ngày không thay đổi. Quả thật, trong thâm tâm thầy gợn lên nhiều khía cạnh suy tư: buồn, lo, thương, tội nghiệp. Nhưng thầy nhất định không hỏi. Đến ngày thứ tư, sau buổi ngọ trai, thầy cho biết ý định tha phương hành đạo của mình. Thầy cũng cho biết là bắt đầu từ ngày mai sẽ không còn đến ngọ trai nữa. Tại sao thầy lại có ý định như vậy? Để thực tập hạnh đầu đà trong một thời gian, nếu như gặp được địa thế thích hợp cho công trình hành đạo thì sẽ ở luôn tại đó. Tại sao thầy lại ra đi quá sớm? Gia đình mới hưởng được không khí đầm ấm, có đối tượng giới đức để nương nhờ, có phước điền để gieo giống phúc. Tình đời đang đẹp, ý đạo đang lên, vậy mà thầy lại ra đi, thật buồn quá. Ly Lan biết thì nó sẽ khổ đến mức nào. Tội nghiệp con nhỏ, đời nó sao mà nhiều cay đắng. Hết khổ này đến buồn khác, cha mất, anh trai chết, chị gái theo chồng, mẹ thì già, còn sư huynh thì biết đi xa. Câu chuyện được ghi nhận là thiếu phụ dùng tình cảm để giữ chân thầy ở lại sau quá thi nhưng bất thành. Sau khi trở về chùa không lâu thì Ly Lan và cô gái giúp việc tới thăm. Vừa gặp thầy, nàng hỏi ngay: sư huynh định đi xa thật sao? Thật vậy. Tại sao sư huynh lại có ý định ấy? Đi tìm sự an ổn, ở đây chỉ có khổ, mọi người đều khinh ghét. Người nào khinh ghét sư huynh? Ái nữ của ông báo hộ Đa Phúc. Nghe thầy Thiện Duyên nói, Ly Lan cười cay đắng. Sư huynh làm to rồi, muội mà khinh ghét sư huynh à? Sư huynh nói vậy mà nghe được sao? Sư huynh không nhớ rằng lúc sư huynh còn là một thiếu niên thì muội đã yêu thương với tất cả chân tình, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống. Giờ đây tâm tình ấy vẫn còn nguyên vẹn, không thay đổi. Suốt thời gian xa vắng sư huynh, muội ăn không ngon, ngủ không yên, biến nói biến cười như người bị bệnh. Sư huynh về đây chẳng những là từng dược trị lành tâm bệnh của muội, mà còn là linh hồn, là lẽ sống của muội. Thế mà sư huynh đã cố tình không hiểu lòng muội. Quả là một vấn đề vô cùng nan giải. Thầy Thiện Duyên là con người mặc dù đã xuất gia, nhưng tình cảm còn, tội lỗi còn. Do đó, thầy thực sự xúc động trước tấm chân tình của nàng. Thầy định sẽ nói với Ly Lan rằng, nàng yêu thương thầy như thế nào, thì thầy cũng yêu thương nàng như thế đó. Trong khi thầy đang triền miên với bao niềm suy tư trần tục,
thì Ly Lan tấn công thêm một đòn tình cảm nguy hiểm. Thế nào? Sư huynh có yêu thương muội lúc nào không? Sư huynh cứ nói thật, đừng thương hại muội. Muội khổ nhiều rồi, có khổ thêm nữa cũng chẳng sao. Lại thêm một lần nữa, thầy phải xung trận để thanh toán mục tiêu. Nếu không giải quyết dứt điểm thì cũng phải nắm thế chủ động. Nhưng xung trận cách nào vừa khỏi bị thương, vừa không gây thương vong cho đối thủ. Không còn chiến thuật nào hữu hiệu hơn chiến thuật đã áp dụng lần trước. Thầy ôn tồn: Muội đừng bắt huynh trả lời ngay, ngày sau có cơ hội huynh sẽ trả lời tưởng cũng không muộn. Ly Lan khóc to thật sự, vừa khóc vừa kể: Sư huynh tàn nhẫn lắm, sư huynh làm khổ muội tới đâu nữa. Thấy chuyện bất ổn, thầy rời tư thất, bỏ Ly Lan ngồi với cô gái giúp việc. Một lúc thật lâu thầy trở lại thì Ly Lan đi rồi. Thầy ngồi một mình suy tư đủ thứ chuyện. Thầy cũng cảm thấy yếu lòng khi nhớ đến lời nói chân tình chung thủy và những giọt lệ chảy ra vì thương thân tủi phận của Ly Lan. Thầy cũng tự cho mình có trách nhiệm tinh thần đối với sự đau khổ của nàng. Ngay lúc ấy, Ly Lan quay trở lại với gương mặt vô cùng thiểu não, cặp mắt đỏ hoe. Nàng nói: Sư huynh kinh các buổi cách nào cũng được, muội vẫn cam lòng. Muội chỉ yêu cầu một điều là nếu không chấp nhận tấm chân tình của muội thì sư huynh cũng đừng đi đâu cả. Hãy tiếp tục ở lại đây và thỉnh sư huynh về nhà thờ trai như thường lệ. Không thể làm khác, thầy nhận lời. Gieo nhân gặt quả, gây ác trả dữ, làm thiện được phước. Nhân quả từ ngàn xưa vẫn công bằng. Một buổi chiều tháng 2 âm lịch, Sapati ba ngày rất nóng nhưng lại mát về đêm. Trên trời có một áng mây, nhìn xa chỉ thấy lửa rừng bốc khói mù mịt và bụi đất quyện bay mờ mờ. Lúc bấy giờ, Đức Phật với một số đông chư vị tỳ kheo đã ngự sang thị trấn Saketa. Tịnh xá kỳ viên vốn đã thanh vắng lại càng thêm thiền tịch. Đang ngồi trên tảng đá dưới gốc cây đa gần tịnh thất, bỗng từ phía tam quan xuất hiện một toán đông khoảng 20 người. Khi họ đến gần, qua hình thức phục sức, thầy biết ngay đó là đội cảnh binh của triều đình. Viên trưởng toán đến trước mặt thầy Thiện Duyên, chắp tay cung kính: Bạch đại đức, đại đức có biết thầy Thiện Duyên không? Chính bần đạo đây. Bạch đại đức, xin đại đức thứ lỗi nếu vì nhiệm vụ bắt buộc chúng tôi phải thi hành thượng lệnh đối với đại đức. Quý vị cứ tự nhiên. Bạch đại đức, nhân danh pháp luật, chúng tôi yêu cầu đại đức hoàn tục ngay bây giờ. Tại sao bần đạo phải hoàn tục? Bần đạo vô tội. Trước hoàn cảnh bất đắc dĩ, viên trưởng toán ra lệnh hành động. Thế là họ nhất loạt xông vào cưỡng bắt thầy, và giáo phục được thay bằng thế phục. Nhìn y cà sa bị cuộn để một bên, thầy cảm thấy vô cùng quý tiếc. Thầy phân trình: Bần đạo không có tác ý hồi tục, mà chính tại các vị uy hiếp. Do đó bần đạo vẫn là một vị tỳ kheo vô tội. Viên toán trưởng trả đũa: Thầy là tỳ kheo hay cư sĩ đối với chúng tôi không thành vấn đề, song đối với pháp luật thầy là một phạm nhân, đã nhiều lần cướp của giết người. Chúng tôi đã truy lùng thầy khắp nơi và nhiều năm, giờ đây thầy phải đền tội. Thế là thầy Thiện Duyên bị bắt còng tay đưa về nhà lao. Tại đây thầy gặp một số đồng bạn trên dưới 20 người cũng vừa bị bắt như trường hợp của thầy. Chiếu án lệnh, các phạm nhân bị đưa ra pháp trường xử tử. Pháp trường là một cánh đồng rộng, phạm nhân bị chôn tới cổ thiêu sống, sau đó bị cày làm phân cho nội cỏ. Từ nhà lao đến pháp trường, các phạm nhân bị áp giải bằng lừa, nhiễu qua đường phố để quần chúng xem mặt. Ngồi trên lưng lừa, thầy Thiện Duyên vô cùng xấu hổ. Hơi thở tuy còn, nhưng thầy cúi đầu bất động như vô hồn. Thầy hồi tưởng tất cả sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời thầy. Cay đắng, cơ hàn, nhân tình, thể thái, vui buồn, dinh nhục, ghét thương, đời đạo, vân vân và vân vân. Thầy cảm thấy tinh thần an ổn phần nào khi nghĩ đến hình ảnh từ bi thanh tịnh của Đức Phật. Thầy cố tập trung tư tưởng niệm đề mục, nhưng thầy bị thất niệm vì hình ảnh vô cùng kiều diễm khả ái của Ly Lan hiện lên ngự trị. Kỷ niệm ân tình, vui buồn, an nguy, sung sướng khi được ngồi bên nhau, tâm sự buồn khổ khi phải tạm biệt chia tay, nhớ nhung chờ đợi khi trễ giờ hò hẹn. Ôi đẹp làm sao, thú vị làm sao. Hỡi Ly Lan, hỡi người yêu, kiếp này tôi đành cô phụ ân tình, xin nguyện đáp trả kiếp lai sinh. Đang miên man theo dòng suy tư trần tục thì đoàn lừa cũng vừa đi ngang biệt thự ông bá hộ Đa Phúc.
Một linh cảm khiến thầy ngẩng mặt ngó lên lầu tìm kiếm. Đoàn lừa lại tiếp tục nhiễu qua đường phố. Ngồi trên lưng lừa, bỗng thầy giật mình vì có tiếng gọi thật to. Thiện Duyên! Thiện Duyên! Ngoảnh đầu nhìn lại, tim thầy như muốn rớt ra, vì người vừa chạy theo sau vừa gọi tên thầy chính là Ly Lan. Đội quân hình sự, quần chúng và các tử tội thấy điều ngạc nhiên tột độ. Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Ly Lan. Khi chạy đến tương đối gần, nàng kêu tên Thiện Duyên thật to và té xuống bất tỉnh. Trước cử chỉ ân tình tuyệt vời của Ly Lan, thầy Thiện Duyên tan nát gan trường. Thầy nhận thấy ngay rằng cái chết đối với thầy không khổ bằng cái cảnh Ly Lan nước mắt đầm đìa, tóc tai rủ rượi, y phục xốc xếch, đang nằm bất động dưới đất vì quá thương thầy. Thôi hết rồi, thầy đành cô phụ tình Ly Lan. Ngay lúc ấy, nàng được gia nhân khiêng vào nhà. Các tử tội được áp giải đến pháp trường và được quyền tự do ăn uống trước giờ hành quyết. Những thực phẩm trong bữa ăn cuối cùng thật hấp dẫn. Đặc ân cho phép các tử tội được tự do ăn uống trước hành quyết là thông lệ của pháp trường Ấn Độ. Mặc dù thức ăn béo bổ, đắt giá, nhưng thầy Thiện Duyên không hề đụng đến. Một mặt vì tâm trạng đau khổ cùng cực, mặt khác vì thầy khẳng niệm mình vẫn còn là một vị tỳ kheo nghiêm túc. Sau phần thủ tục cần thiết, các tử tội bị buộc chặt, chôn đứng, lấp đất thật cứng, không cử động được. Tiếp theo là nhiên liệu dẫn hỏa và các loại củi nhỏ, to được chất lên đầu họ. Thầy Thiện Duyên nhắm mắt cầu nguyện. Tâm nguyện sau cùng là xin lửa cháy thật nhanh để thầy sớm được giải thoát cảnh trần gian khổ hải, để sớm được đoàn tụ mẹ hiền bên kia thế giới. Nhờ tự xác nhận tư cách tỳ kheo nguyên tính của mình, thầy nhất tâm thiền quán. Thầy Thiện Duyên nhắm mắt thiền quán chờ chết. Tiếng lửa cháy rần rật, tiếng củi nổ răng rắc, tiếng khóc la tuyệt vọng của tử tội, tiếng chân di chuyển của toán quân hình sự, tiếng lừa dậm chân từng hồi nghe lụp cụp. Tất cả âm thanh đã tạo thành một bản nhạc ai dị vọng. Mang mang trong mênh mông vô thức không biết bao lâu, thầy từ từ lại tỉnh. Chưa dám mở mắt vì trong tiềm thức thầy vẫn đinh ninh mình đã chết và đang phớt phơ trong thế giới vô hình. Một lúc khá lâu, tình trạng phơ phơ phưởng phưởng của tiềm thức bớt dần vì những xúc tiếp cụ thể của tỷ căn với hương trần, của thân căn với xúc trần. Chính mũi thầy ngửi được mùi thơm, một thứ mùi thơm nhẹ nhàng, quyến rũ, mường tượng thầy có từng ngửi qua. Còn thân thầy đang xúc tiếp một loại gì mềm mại, dễ chịu, chứ không phải cứng ngắc khó chịu, nhúc nhích không được. Những sự xúc tiếp này cho thầy biết thực chứ không phải mộng, cõi dương chứ không phải cõi âm. Để gia tăng mức độ hy vọng và để minh chứng sự thật, thầy tự bấm mạnh đầu ngón tay thì cảm nghe đau. Thế là tuyệt vọng thành hy vọng, hy vọng thành hiện thực. Thầy muốn mở mắt, nhưng vừa lúc ấy một bàn tay mềm mại ấm áp để lên trán thầy, rồi bóp nhẹ đôi tay. Không dám chậm trễ, thầy mở mắt, nhưng chỉ thấy ánh sáng chói lòa. Dần dần thầy mới nhìn thấy. Điều làm cho thầy vô cùng kinh ngạc là quang cảnh xung quanh. Một căn phòng lịch sự, khang trang và ngăn nắp. Nhờ ánh sáng mát dịu của những ngọn bạch lạp cắm trong bình pha lê chiếu tỏa khắp phòng, nên thầy quan sát rất dễ dàng. Nhìn qua những vật dụng trang trí, nhất là giường, mùng, nệm, gối, thầy biết ngay là khuê phòng của giới thượng lưu quý tộc. Nhưng chủ nhân có bàn tay mềm mại vừa rời trán thầy đã biến đâu mất. Nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh vật ẩn hiện bên ngoài, thầy quyết đứng lên tìm hiểu. Nhưng vừa gượng đứng là thầy bị té xuống khảm. Thầy cảm thấy tứ chi nhức nhối, cơ hồ không chịu nổi. Trải qua thời gian khá lâu, thầy cố gượng lần thứ hai. Lần này cẩn thận hơn, kinh nghiệm hơn, nên thầy đã từ từ xê dịch đến được cửa sổ. Giờ thì không còn bị trở ngại bởi khoảng cách giữa thị giác và ngoại cảnh, nên thầy thấy được tất cả. Những ngôi nhà lớn, nhỏ, cao, thấp, xa, gần qua ánh sáng đèn đường trong một chu vi tương đối rộng. Cùng lúc ấy, tính giác thầy nghe có tiếng đàn, giọng hát rất gần. Thầy lắng tai nghe thì giọng hát thật lãnh lót, trầm ấm. Tiếng đàn thì dịu dặt, miên man, và lời hát thì trữ tình, diễm ảo. Đang cố tìm tòi trong ký ức, những hình ảnh quen thuộc đã phai mờ theo năm tháng. Bỗng thầy giật mình đánh thót vì hai bàn tay mềm mại của ai đã đặt lên vai thầy. Bản năng tự vệ mất hiệu lực, thầy phải khó khăn lắm mới quay lưng được. Khi mặt đối mặt, thầy muốn reo lên thật to,
vì người đối diện là Ly Lan. Kinh ngạc rồi vui mừng, thầy gọi tên nàng. Ly Lan, Ly Lan. Dạ, em là Ly Lan đây. Vừa xác nhận nàng, vừa kéo tay thầy, không kháng cự, nhưng thầy ôn tồn cảnh giác. Không nên đâu Ly Lan. Ly Lan chớ quên rằng huynh vẫn là một vị tỳ kheo. Em không tin anh là tỳ kheo. Giáo phục anh đâu? Giáo cụ tùy thân anh đâu? Vừa nói, đang vừa cười dí dỏm, thầy nghiêm nghị giải thích. Huynh bị đội binh hình sự cưỡng chế, thay bỏ giáo phục, chứ huynh chưa có tác ý hoàn tục, giới hạnh vẫn trong sạch, tư cách tỳ kheo của huynh vẫn còn nguyên vẹn. Đối với giáo luật, huynh vô tội. Em không tin. Vừa nói, nàng vừa kéo mạnh, khiến thầy té quỵ. Hối hận, nàng trịnh trọng đỡ và dìu thầy đến giường, trong khi tự mình ngồi dưới khảm gần chân thầy. Sau giây phút xúc động mạnh, nàng lấy lại bình tĩnh. Sư huynh tha tội cho muội, muội không bao giờ dám làm khổ sư huynh. Tất cả cũng chỉ vừa rồi, chỉ vì muội quá thương sư huynh. Giờ thì muội hoàn toàn tôn trọng cái cách tỳ kheo của sư huynh. Chắc sư huynh đau lắm, để muội đi lấy thuốc thoa bớt cho sư huynh. Không cần thiết đâu muội. Giờ muội hãy vui lòng thuộc cho huynh nghe mọi diễn tiến sự việc, nhất là sự thoát chết và sự có mặt của huynh trong căn phòng này. Ly Lan vẫn ngồi dưới khảm tường thuật. Thưa sư huynh, chiều hôm qua trong khi ngồi trên lầu hóc mát, muội bỗng nghe tiếng ồn ào bên dưới. Thoạt tiên muội tưởng đám cưới rất dâu nên cũng chạy ra bao lơn đứng nhìn. Vừa lúc ấy từ ống loa thông tín viên báo cho biết đây là những tên cướp vô cùng nguy hiểm đã nhiều lần xâm phạm tài sản và sinh mạng của thường dân vô tội, sẽ bị xử tử ngày hôm nay. Vừa lúc ấy muội thấy rõ sư huynh ngước nhìn lên, đồng thời tên họ sư huynh cũng được nhắc đến qua ống loa. Sự thật phủ phàng khiến muội lặng người chết đứng. Tuy nhiên tình thương chân thành của muội đối với sư huynh như có một năng lực phi thường thúc đẩy muội tấm đầu chạy theo sau gọi tên sư huynh. Lúc sư huynh quay lại thì muội đã kiệt sức té quỵ. Khi được lai tỉnh, muội liền thuật cho mẹ nghe và dặn cậu mẹ tìm mọi cách cứu mạng sư huynh. Mẹ thương muội và cũng thương sư huynh, bèn lập tức đem một muôn đồng vàng chuộc mạng sư huynh. Nhưng người trưởng toán từ chối, mẹ tăng số tiền gấp đôi thì ông ta mới chịu. Ông ta ra lệnh đoán quân hình sự xông ngay vào lửa, vất vả lắm mới cứu được sư huynh thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Sau đó sư huynh được đưa về đây tịnh dưỡng. Nghe Ly Lan thuật lại, thầy xúc động bùi ngùi, vì kỹ thương thân bao nhiêu thì cảm khái tình sâu nghĩa nặng của Ly Lan bấy nhiêu. Đời thầy bất hạnh, trải qua nhiều cay đắng nhục vinh. Người đầu tiên ban cho thầy tình người và tình thương là Ly Lan, và hiện tại cũng chính nàng đã cứu mạng thầy. Thầy nghẹn ngào bày tỏ. Ly Lan ơi, muội là tiên nữ giáng phàm để ban bố tình người, tình thương và mạng sống cho huynh. Ơn nghĩa này sánh bằng tái tạo, huynh biết làm gì để đáp đền tương xứng? Ly Lan ngước nhìn thầy với ánh mắt thật dịu hiền, đầy thương cảm. Sư huynh chớ quá bận tâm nghĩ ngợi, muội hành động với tất cả sự trung cảm chân thành của con tim. Vì sư huynh là lẽ sống, là linh hồn của muội. Do đó, sự an nguy của sư huynh cũng là sự an nguy của chính muội. Sư huynh vui là muội vui, còn sư huynh khổ thì muội khổ nhiều hơn. Sư huynh hiểu lòng muội chưa? Huynh đã hiểu từ lâu. Từ ngày huynh còn là một đứa trẻ nghèo nàn khốn khổ, sống trong cái chòi cũ kỹ phía sau nhà này. Sư huynh bảo là hiểu lòng muội, nhưng chính câu nói khả ái này đã làm cho muội phải nhiều lần khóc muốn hết nước mắt. Câu nói hữu tình bao nhiêu thì hành động của sư huynh tàn nhẫn bấy nhiêu. Vậy huynh phải hành động thế nào cho hợp tình hợp lý? Muội hãy nói cho huynh rõ. Vì mạng sống thực sự của huynh đã chết rồi nơi pháp đường, còn mạng sống hiện tại này là do muội tái tạo, muội được trọn quyền quyết định. Sư huynh đừng nói quá đáng. Hiện tại sư huynh vẫn là người có quyền tuyệt đối trong mọi tình huống. Sư huynh là thiên thần, muội chỉ là con vật nhỏ bé lạc loài trên trái đất, và hàng đêm cầu nguyện thiên thần ban rải chút tình thương. Muội ơi, muội đã ban cho huynh vinh dự và quyền hạn quá lớn khi so sánh huynh với thiên thần, trong khi thực tế huynh chỉ là hạt sỏi, mà ân tình đạo nghĩa của muội là núi tu di. Không biết sao, sao chỉ sẽ không không chỉ sẽ sao, sao sao sinh sinh.